Xin chào tất cả các bạn, mình là Thúy Anh, huấn luyện viên tại trung tâm Etiquette 73 Vạn Bảo, Ba Đình, Hà Nội. Thì hôm nay mình sẽ có 5 bài tập hướng dẫn các bạn, giúp các bạn có vòng 3 săn chắc hơn và tiến sĩ hơn rất là nhiều. Bây giờ mình bắt đầu nhé. Bài thứ nhất là squat. Bài squat thì chúng ta sẽ đứng chân, gót chân của mình sẽ rộng bằng vai này, đầu mũi chân sẽ chếch về hai phía hai bên theo hướng 30 độ nhé. Thì bây giờ mình sẽ ngồi xuống này. Ngồi xuống đẩy mông về sau, đầu gối sẽ hướng theo mũi bàn chân. Xuống hít này, lên thở, chiết mông. Hít này. Bài này thì mình sẽ thực hiện 3 set và mỗi set 15 rep. Hít này. Thở. 5 4 3 2. Bài thứ hai là lăng. Trước tiên chúng ta sẽ bước về phía trước này. Xuống này. Hai ống đồng sẽ vuông góc với mặt đất. Xuống hít này, lên thở. Hít, thở. Chúng ta cùng thực hiện 3 set, mỗi set 15 rep. 5 4 3 2. Bài thứ 3 là deadlift. Bài này chúng mình sẽ đứng chân hẹp hơn vai một chút này. Sau đó đẩy mông về phía sau, giữ lưng thẳng, hạ người xuống, mở ngực lên, siết chặt. Tiếp tục, chúng ta sẽ thực hiện bài này 3 set, mỗi set 15 rep. 5 4 3 2. Bài tư là hip, chân co lên, tay bám sát mặt đất này, lên, siết chặt mông, đẩy mông lên này, siết chặt mông lại này, xuống này, hít này, lên, siết chặt và thở ra, hít. Chúng ta sẽ thực hiện bài này 3 set, mỗi set 15 rep. 5 4 3 2. Bài thứ 5 là jump squat. Bài này thì mình sẽ phải dùng với dây Miniband để tạo áp lực vào cái phần mông của mình nhiều hơn. Rồi thì mình bắt đầu nhé. Xuống này. Mình sẽ thực hiện bài này 3 set, mỗi set 10 rep. 5 4 3 2. Ok. Và sau đây thì mình sẽ có một câu hỏi nhỏ dành cho các bạn. Các bạn nào trả lời đúng ấy, thì mình sẽ tặng các bạn 5 giây kháng lực Miniband. Ok, và bây giờ câu hỏi sẽ là: khi các bạn squat xuống thì đầu gối của mình hướng theo mũi bàn chân hay là mở rộng hơn? Câu thứ nhất là hướng theo mũi bàn chân, câu thứ hai là mở rộng hơn, và câu thứ ba là cả hai đáp án trên. Nếu các bạn thích video clip này thì các bạn hãy follow fanpage và subscribe kênh YouTube của Etiquette Center 73 Vạn Bảo, Ba Đình, Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại.